Đúng rồi, khách đỡ không chú? Bán lại gai. Dạ. Cũng sống qua ngày là quý vậy. Bắp hả chú? Bắp đều ngon quá ha. Bắp đều ngon hả chú? Ở đây mình bán trung bình trái như cô? Ở đây mình bán trái 6 ngàn. Dạ. 10 ngàn 4 món luôn hả bà? Dạ. 10 ngàn mình tới 4 món hả? Vậy lấy cho con 4 món luôn đi. Đây 10 ngàn 4 món ăn khoai. Một đòn gì mình bán bao nhiêu tiền? Đòn 40 con. 40? Ừ, đòn 40. Năm nào vậy? Chỉ có năm nay chợ nào thì chợ nấy nha. Dạ. Là không mà sức mua không mạnh bằng thường năm phải không chú? Đúng rồi. Dạ. Bà con mình thất nghiệp quá nhiều. Dạ. Cái gì? Vỏ quà Tết nè. 270 một vỏ à. Đăng ký bán nhiêu chú? 13 ngàn à. Quá trời đẹp luôn nè. Năm nay bán không bằng thường năm hả bà? Dạ. Đấy, năm. Dạ. Ờ, năm nay quá trời nghèo rồi. Năm nay thì Bình Dương bớt rồi. Không ai đỡ ai chân năm nay. Dạ. Mỗi lần nó còn mạnh từ quân rồi chứ năm nay tôi thấy mất tiền. Dạ. Dạ. Vậy là chị bán đa ngành nghề hết trơn luôn. Ờ. Dạ. Vậy là tiền để đâu cho hết trời? Không, chị để ngân hàng. À. Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng về thành phố Long Xuyên để đi tham quan chợ Mỹ Xuyên với em nha quý cô chú anh chị. Thì chợ Mỹ Xuyên này là sẽ thuộc phường Mỹ Xuyên của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang quý cô chú anh chị mình ơi. Nơi em đang đứng đây là ở phía trước cổng chợ Mỹ Xuyên này cô chú anh chị. Ở ngoài đây là đường có tên là Hà Hoàng Hổ cô chú anh chị. Đi hẳn hướng này thì là cô chú anh chị có thể đi về Hội Sơn của tỉnh An Giang được nha. Còn ngược lại thì là cô chú anh chị đi ra ngoài chỗ vòng xây đèn bốn ngọn của chú. Đó. Dạ, mời cô chú anh chị mình cùng tiến chạy dài vô trong chợ để tham quan cảnh bà con buôn bán sinh hoạt hồi sáng hôm nay cùng với em nha cô chú anh chị. Đó, cổng chợ nè. Nhà lòng chợ thì đi vô trong xíu rồi cũng liền cô chú. Nằm ở bên mé tay trái của chúng ta. Đồ bán đồ ăn nè. Cơm dẹp hả cô? Cơm dẹp. Đây có xôi. Chuối sáp này bán sao vậy cô? Sâu 5 ngàn. Giờ lấy còn 2 sâu đi. Chuối này nó vàng quá trời ha. À. Mình có bỏ màu vô được không cô? Không, nấu nó để nước nhiều quá. Dạ. Để nước nhiều là nó vậy. Nó vàng vậy đó ha. Ngộ quá ta. Đây ăn thử trái coi, nó dẻo dữ không? Dẻo con á, dạ. Cái nhỏ mà dẻo. Thôi để con lấy của con. Cảm ơn cô. Dạ. Kế bên có bán nhang quế rồi chú. 25 ngàn bó. Bốn bó thì 100 ngàn. Tính ra cũng y giá vậy à. Không có mua nhiều không mới rẻ hơn. Ồ, sáng nay chợ bà con đi dài ở bên trong thấy cũng sơm lắm nè cô chú. Rồi khó lấy ra quá. Chúc em về em ăn sao cô chú anh chị. Giờ đi quay về dài cho cô chú xem. Cô đi chợ hả vậy cô? Con bắp.
Ăn bắp bên đây. Dạ. Cô bán bắp nè cô chú. Rồi cô để trên chiếc xe vậy. Hãy đi bán. Bắp đó chú. Bắp đều ngon quá ha. Bắp đều ngon chú. Ở đây mình bán trung bình trái nhiêu cô? Ở đây mình bán trái 6.000. Dạ. Trái 6.000. Đây có khắp lại luôn. Bà cái hạt đậu đẹp. Cái này lửa chết đẹp của tôi đây. Dạ đi gan 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 gan. Như người bán luôn. Ừ đúng rồi đó, người bán. Dạ. Ba trái hả chị? Hai thôi cũng được. Rồi cho em 12.000 thôi. Sao lột hai với ạ? Hay là đợi bắt tủ cho nội. Đâu có thủ chị được không? Em bán sẵn ấy chị nói lột sẵn. Em bán này mấy chục năm rồi. Thôi, đợi cái này đi thôi. Cái này ngon mà. Thôi lủng lỗ mà thứ chị. Đều mới chịu ha. Ờ đúng rồi đều. Tại vì cũng không tạo cái gì vậy. Nè, đều ổn chưa? Đó. Ai có mua bắp thì ghé cô ở đây cô chú anh chị. Con chú cô ngoan đó nghe cô. Chợ Mỹ Thiên nha chú. Dạ. Một ngày là bán một cần xé gì hả cô? Bán một buổi sáng chú mà chú ơi. Dạ. Buổi sáng à. Một ngày là bán hai thúng. Dạ. Thì đi về dạ đi coi bà con muốn bán mà chú ơi. Có đủ đủ à. Rồi cóc. Bao nhiêu ký? 15.000 hả? Đủ 9 cây. Cô lấy 13 thôi. 15.000 ký cô quen lấy 13. Dạ bên đây có khô, rồi cao. Giao vườn hả cô? Dạ. Công an chạy. Công an tới chạy hả? Dạ, mà bữa nay chắc được nghỉ rồi. Dạ, cuối tuần cho nên là không có làm gì. Giao muống nè. Giao lan rồi bông bí nữa cô chú. Ơi, nó nghe nè, nó nghe nè, có hai bó, hai bó muốn thôi. Gửi hai bó rau muống. Tấp nập bà con đi chợ. Đây em nhà mời cô chú tiến qua bên đây tham quan ha. Dạ bên đây với em, bên đây thì bán bánh đâu nè. Bánh dân gian các loại. Bột khoai nữa cô chú. Khoai nấu rất là ngon kìa. Bánh ít, bánh tét nữa nè. 10.000 4 ngón luôn hả bà? Dạ. 10.000 4 món là. Vậy lấy cho con 4 món luôn đi. Đây 10.000 4 món, ăn khoai 4 món nha con. Trời dưới ta đây bán rẻ ta. Bên đây YouTuber món. Phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, ta thấy ta biết liền, thấy không? YouTuber mà đi vô chợ này là vui lắm. Dạ. Chợ lúc cày bông bán đỡ không bà? Bán được con. Dạ, gần tại Tết bán không ha. Chợ gần Tết mình bán nó vui. Dạ. Bán được. Được, gần Tết rồi bà con bán được lắm cô chú. Cho con cứ bay cao ăn nha. Dạ, con cảm ơn bà. Bà ở đây là bán khoai các loại cô chú. Bán khoai đó tới giờ luôn rồi. Dạ. Thì rất là đắt khách luôn á. Rồi, cảm ơn nha con. Dạ, con cảm ơn bà. Dạ. Cảm ơn lợp luôn. Để đi cơ thôi. Khoai lan trắng Đà Lạt. Ai con khoai ghé ủng hộ bà ở đây. Có bánh tét của con nữa nè con. Bánh tét của bà luôn đó ha. Của bà luôn đó. Dạ. Tết rồi mình có gói nhiều hơn nữa không bà? Tết cô chú anh chị nào có mua bánh tét cắt chân cúng thì ra đây nè. Ra đây chợ Mỹ Xuyên. Cô bán cho bánh ngon lắm luôn. Đây có nhiều loại nhân lắm cô chú anh chị. Những chuối nè, rồi những đậu mỡ nè. Rồi những đậu thịt. Bé ơi, bà con 2.000 chỉ lửa đi chị. Một đòn gì mình bán bao nhiêu tiền? Đòn 40 con. 40. Ừ, đòn 40. Lớn mà chú. Có bánh ít nè, bánh ít cũng ngon lắm. Dạ. Bánh 5.000 cái. Đây. Bánh ít thì 5.000 cái. Đây. Rồi, thêm này không? Thêm này nè. Đủ loại bánh hết. Chị với cô bà, chị với bà bán chung hả chị? Ờ, bà. Dạ. Bánh con lắm con. Dạ. 10.000 hộp, 10.000 hộp. Đây, 10.000 hộp. Đặt giá dễ mua. Ăn bánh gì? Ăn bánh vàng kè vừa bán vừa tặng luôn. Vừa bán vừa tặng luôn. Đủ loại bánh hết. Ăn bánh gì? Ăn bánh chuối đi. Chuối đi. Để em làm bánh chuối đi. Để bánh hơi mì nướng nè cô chú. Mì nướng đó. Ngon lắm. Bánh đúc vừa mình thấy nè, ở đây bán sạch sẽ lắm. À, có cái lớp bịch đậy ở phía trên. Đậy nó giữ vệ sinh chung để bụi bặm rồi nó đừng có rớt vô.
Dạ đúng rồi, nhầm người ta kỹ lưỡng á, người ta sợ bụi bặm rồi này nọ. Dạ rồi, em chúc chị mua mang bán đắt nghe chị. Ê thì mình đi dài dài vô trong chợ hôm qua của chú. Trong chợ thì con chợ đông vui lắm con. Dạ trời chuối rồi nè, rồi có mít lọc cái hộp sẵn đó kìa, trái cây hộp của chú dài dài bán quá trời đồ luôn nha, rau củ luôn nè. Bên đây có bán đồ trang trí xuân, trang trí tết ở đây của chú chị. Ồ quá trời nhiều luôn. Ở đây một số giày có để giá 10.000 giây, 15.000 giây, rồi 25.000 một giây nữa của chú anh chị. Mấy cái háp tỏi rồi đó nè, để mình chân trên bàn thần tài hấu địa rồi đó. Ồ này có ông thần tài lắc đầu, này có pin mở lên mới lắc. Chợ hả chú, bông hoa trái cây đủ hết trơn luôn. Chợ này thì cái diện tích thì nhỏ hơn chợ Long Xuyên nha cô chú anh chị, bằng chợ Long Xuyên. À, ở đây mặt hàng bán cũng đầy đủ lắm, trong đây có ông thần tài đang bắt đầu nè, là hình mấy chú rồng đó. Sáng giờ bán được không anh trai? Dạ thì bán nấm các loại ha, nấm gơm nè cô chú. Rồi này kêu nấm bào ngư được không anh? Dạ bào ngư nè, thì bỏ vô lẩu ăn dai ngon lắm. Đây con nấm ghé ủng hộ anh. Chào chị. Chị bên đây bán nước uống hết à? Có ga ly không chị? Có luôn. Có luôn ha. Chị ra giùm em một bịch sữa rồi. Ê, bịch rau má đi. Dạ. Mua rau má uống cho mát, hổng gài nóng trong người khang tiếng luôn cô chú chị. Đây bán đồ trang trí đẹp quá. Này bán buổi sáng ha anh? Sáng chiều luôn. Dạ. Dạ mà con đi đông lắm cô chú anh chị. Ở đây còn đi xe lôi nữa nè. Dạ. Đây để em lại trả tiền nước. Có em nhiêu tiền nha chị? 7.000 ly. Ôi, đây bán rẻ vậy ta. Bình dân ha. 7.000 ly bự luôn cô chú anh chị, giá rất là bình dân. À, ngoài ra thì ở đây bán rất là nhiều những cái loại nước uống khác cô chú, sữa đậu nành, sữa đậu xanh, rồi cái này là sâm bổ lượng hả chị? Dạ. Ngon quá. À. Ê, em cảm ơn chị nhiều nha. Chị gái bán nước rất là xinh đẹp ở chợ Mỹ Xuyên của chú. Ai cũng mua nước thì ghé chị. Dạ bọc thì có 5.000 à. Dạ ga ly là tính tiền thêm ly quá, tiền ly với tiền nước đá. Rồi em chúc chị mua máy đắt nha chị. Dạ cặp bên đây thì có cái đường hẻm nhỏ đi vô trong nhà lòng chợ đây của chú. Vì dài vô bên trong là bà con bán những cái sạp thịt, vì dài đây bán mực cá luôn nè. Ồ có cua biển rồi nữa kìa, mực cá cua biển, đây cá nuôi. Cái bên này cũng có một cái đường hẻm để đi vô trong chợ nữa nè. Ở đây khá là nhiều đường hẻm. Đầu này thì bà con bán rau củ trái cây, còn cái đầu chợ ở trên thì bán đồ ăn sáng với quần áo rồi cô chú. Dạ mời cô chú anh chị uống một miếng nước rau má với em nghe. Chú đây chất cái cây ra. Nho hả chú? Nho. Dạ. Nho không hạt của Úc. Nho không hạt của Úc. Wow. Quay chương trình Tết hay gì ạ? Dạ con quay chợ Mỹ Xuyên Tết nè. Xuyên Tết đúng không? Dạ. Lúc này khách đỡ không chú? Bán lại gai. Dạ. Cũng sống qua ngày là quý vậy đó. Giờ bán qua ngày sống qua ngày là quý ha. Rồi. Dạ. Năm nào chỉ có năm nay thì chợ nào như chợ nấy. Dạ. Là
không sức mua không mạnh bằng thường năm không chú? Đúng rồi. Dạ. Chúng bà con mình thất nghiệp quá nhiều. Dạ. Hôm nay là kinh tế ai cũng nói là khó khăn hết trơn chú. Kinh tế bị suy thoái. Suy thoái kinh tế toàn cầu luôn. Toàn cầu luôn. Có dạ. Mình không? Dạ. Ảnh hưởng chung hết. Quýt này quýt gì mà cái da nó lạ quá chú? Quýt đường. Quýt đường. Quýt đường nó lặn lặn sơn. Quýt này cái da nó có chấm đúng chấm là quýt đường cát mình đó. Dạ. Này quýt đường, con này thì quýt da mỡ nè. Cái này nó làm đang ngọt ngay đó. Dạ. Con này quýt lá. Quýt lá. Quýt trồng canh cũng có xứ nó trồng bốn thứ đó. Dạ. Như ở Tết thì mình nên trồng mình trưng chậu hạnh. Dạ. Còn ngoài ngoài nó trưng chậu quýt này nè. À. Ở giáp ranh với ngoài Lạng Sơn. À, Lạng Sơn. Giáp ranh với Trung Quốc hay gì á? Đúng rồi. Dạ. Bốn loại quýt luôn cô chú anh chị. Quýt da vàng. À. Đây, cửa hàng chú có khách lên mua. Cảm chúc chú ngoan đó nghe chú. Dạ. Dài quá trời đông luôn cô chú ơi. Ở bên đây có cái bãi giữ xe đó nè, đi hẳn qua bên đó là bãi giữ xe máy, xe đạp. Bán trái cây dọc dọc đây rất là nhiều. Đó, ôi. Đi dài ra ngoài kia ngã tư quá trời đông luôn kìa. Đây có bán lá dứa rồi rau bắp đó. Này để nấu nước uống. Dạ. Ủa cô mình treo cái chùm bông đó để làm gì cô? Cái này là cô phơi. Phơi. Đây. À cô vậy cô phơi bông thọ để cho ta làm thuốc. Dạ. Cái này là nó còn hơi ướt ướt. Nó còn hơi ướt, cô treo lên cô phơi. À để dạ. Làm thuốc nam đó. Này là thuốc nam luôn. Thuốc nam đầy đủ. Dạ. Ở đây vậy người ta lại mua mặt hàng nào mình bán mặt hàng đó chứ mình đâu có bổ đâu đúng không cô? Có chứ, có bổ thuốc. Có bổ thuốc nữa cô. Ở đây là thường mình bổ cho bà con uống thuốc gì cô? Chị lắm, ví dụ như người ta bị bệnh gan nè. Dạ. Hay là thận nè. Dạ. Hoặc là mấy người mà bị khớp rồi kia đó. Dạ. Nó hoặc cảm cúm thì người ta có thuốc xong. Dạ. Rồi cô chú anh chị nào có bị cảm thì ra đây cô có thuốc xong luôn. Có đầy đủ các loại đồ mát nó kiện trong mình, đồ nấu xanh rồi kia đó cơ. Dạ. Nói chung ở đây là chị nóng trong người đó cô chú. Ai mà nóng trong người lại cô á. Dạ. À. Quá trời Phúc Nam ở phía trong luôn nè. Nhiều lắm cô chú chị. Ai có bệnh gì lại cô đây. Có thuốc sắc uống. Dạ. Thơm quá à, thơm cái mùi Phúc Nam. Mấy cái cây cỏ nó ra mùi cô chú. Đặc biệt là lá dứa hơi khô cái nó có mùi dẫn dẫn thôi đó. Dạ. Cô. Con cảm ơn cô nhiều nha cô. Ồ quá đông rồi cô chú ơi. Giờ này chắc cao điểm bà con đi chợ rồi nè. Kẹt xe luôn. Dạ ở phía trước bên đây thì bà bán mấy cái đồ da dùng các loại trong nhà. Ồ có giỏ quà đó cô chú anh chị, giỏ quà Tết nè, 270 một giỏ à, quá trời đồ bánh kẹo nước ngọt trong đây luôn, quá rẻ luôn. Bên đây thì bán chăn ga gói nệm luôn nè, bán đủ hết. Cô bán xôi đậu phộng nha cô chú. Dạ. Kẹt xe. Ồ trái cây vú sữa 20.000 một ký. Ồ quá trời chứ con. Dạ nguyên mọc này là không bao giờ đói rồi đó. Đi tới chiều chưa đói nữa. Lỡ hồi còn gặp gì dài nữa. Dạ. Cô đây bán rau củ các loại hả cô? Dạ. Nước gà bán đỡ không cô? À, nếu mà đỡ thì đỡ, không đỡ thì mình đưa lưng ra đỡ con. Đưa cái lưng ra đỡ lại ha. Dạ. Đưa cái lưng ra đỡ. Bữa nào đỡ thì đỡ, bữa nào không đỡ thì mình đưa lưng ra mình đỡ. Dạ. Đỡ đi, đỡ đi mà đỡ. Mà ngang không khá. Mà ngang không khá. Nói chung là được, cũng là đủ sống qua ngày á cô. Qua ngày được.
Dạ. Lên rồi. Dạ. Đó, gà cũ rất là tươi ngon của chú ơi, dưa leo, khổ qua rồi nè. Khổ qua ký nhiêu cô? Khổ qua hả? À, mười mấy ngàn có, khi 20 ngàn thì tại bữa lên xuống vậy đó. Dạ. Mà tới Tết là lên cao mình nha. Mình không biết, ừ không biết. Tại Tết thường năm là 30, 40 á. Dạ đẹp á. Khi bữa lên xuống. Dạ. Dạ. Vô đi con. Rồi, con cảm ơn cô nhiều. Đi về cho cô bán đó chú, cô có khách rồi đó. Trái cây quá trời luôn nè. Ôi ơi. Dâu trái bự chùm bá luôn chú anh chị. Dâu Đà Lạt cái gì đây. Quá trời cái cây đẹp ghê không. Đủ màu sắc hết luôn. Mận 15 ngàn một ký. Quýt 25 ngàn. Rồi cái trái gì trắng trắng vàng vàng đó nè. Cái này lạ quá, không biết tên luôn. Đây cho cô bán dao. Chào cô. Rồi. Đây dao hòa hảo á cô. Đúng rồi. À, nhìn mài bén quá trời luôn nè. Cái này xài bén lắm cô chú anh chị. Trước em cũng có đi chợ á, gặp chú bán dao hòa hảo mua cây về xài cũng bén ngót luôn. Chặt cây gói đã lắm. Ai có mua dao kéo ghé cô ở đây. Đây có cái đường đi vô nè. Đường này vô khu chợ cá trong một chút. Ở đây thì đa phần bà con tập trung là bán ở phía trong nhà lồng chợ nhiều cô chú nhỉ. Dài cũng lai rai. Ồ dưa hấu kìa. Quá trời đỏ luôn. À. Ăn sáng nha chú. Dưa hấu. Nước cốt dừa. Dạ. Dạ. Bạn ký bán nhiêu chú? 13 ngàn à. Quá trời đẹp luôn nè. Chú cắt ra mà không thấy hột luôn chú anh chị. Trời ơi, đỏ ao luôn à. Đỏ này còn hơn máu nữa đó. Cô chú chị nào có mua dưa hấu thì ghé chú ngồi ngay góc đường đây. Chú đang ăn sáng rồi cho nên em ngại quay chú lên nha. Rồi con chúc chú ăn đắt nha chú. Củ kiệu đó kìa, mứt kìa, hành, tỏi, rau củ và trái cây. Ở đây là một cái ngã tư của chú anh chị. Một ngã tư ở đây. Rồi trái cây rồi quá trời luôn, mận đủ loại luôn kìa. Mận da xanh, da đỏ, rồi mận đào đá rồi đó nè cô chú. Quá trời luôn. Ở đây đường có tên là Trần Bình Trọng với Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư là con đường hẳn này nè. Con đường này là con đường Trần Bình Trọng cô chú anh chị. Đây cô chị này bán bánh mì gì ổn chút xíu rồi nhìn thấy cưng quá trời luôn kìa. Bánh mì tí ho. Ôi dài ngã tư này bà con bán đồ cũng rất là nhiều cô chú. Và đây có bán sầu riêng nữa nè, nguyên một đống luôn. Đó. Sầu riêng ghi sáo. Ở đây có khu hủ một muối rất là to. Chào cô. Cô bán khô ở đây hả cô? Đây khô gì với khô gì hả cô? Cá dứa với lèm lèm. Dạ đây là khô cá dứa với lèm kiệm. Cá nhái cũng nói luôn. Cá nhái là con cá lèm kiệm đó phải không cô? Dạ. Loại này mình bán ký được nhiêu cô? Cái loại này mình bán ký được nhiêu cô? Giá sĩ. Giá sĩ. Nó là giá sĩ vậy đó. Dạ. Giá rẻ cô chú. Đó, ai có mua ghé cô. Rồi con cảm ơn cô nhiều nghe. Cô cái lóc nửa ký 75 ngàn. Một ký vậy là 150. Thì cô quán ăn rồi nè cô chú.
rau củ bán như vậy đây rất là nhiều luôn. Ồ, bà con bán như vậy đây cũng vui ghê rồi cô chú, ngồi dọc dọc đây nè. Cá kìa, cá tôm. Đây có xe muối nữa nè. Ồ, muối và trắng tươi của chú vậy. Cái này muối bọt á. Thôi mình bọc lại nha cô chú. Đó. Bà con đi đông nhất là ở khu vực cái đường ở ngoài ngay cổng đi vô xíu cô chú là đông nhất luôn. Đó. Giải khúc 30k, 30.000 đồng một khúc. Rồi bán rau 10.000 bọc luôn. Dạ con đi không quan chợ. Dạ con có bán. Góc này có quán cà phê buổi sáng của chú. Quá trời đông đúc khách uống cà phê luôn. Xe cộ đậu nhóc luôn nè. Bà con này đa phần chắc những cái mặt hàng mình bán lên xe vậy nè để thuận tiện đẩy tới lui của chú. Ở đây có chị bán gỗ xịa rồi nè, quá trời gỗ luôn, gỗ tre. Gỗ này chà cái bóng là hết sảy luôn. Bên đó có cái đường hẻm này vô luôn của chú vậy, ngay kế bên cái sạp dừa. Chợ này nói chung rất là nhiều cái con đường để cho mình đi vô trong nhà làm chợ được luôn. Đây bán đồ trang trí Tết nữa nè. Ồ, hình bé gái chúc mừng năm mới nè. Dạ, đây hình này, chú gồng. Đây gió hỏi cái đung đưa chú vậy. Nhìn sống động. Bảy mươi lăm ca một miếng hình chú rồng như vậy. Đây bán bông hoa. Hoa đẹp quá ha. Quay bông quay ngừ luôn nha. Bà chủ quán bông nè. Bông bao đẹp luôn. Cái này là cát tường á hả chị? Cát tường của chú nhìn như là hoa hồng vậy ha. À, một bó gì mình bán ra bao nhiêu tiền chị? 40. Còn hoa cúc chị? 15.000. Còn cúc rẻ quá ta, 15.000 à. Mình lên YouTube nói vậy rẻ mình mới bán được chứ nó có ai mua. Dạ. Vậy là thật ra là giá mắc hơn đúng không? Thôi rẻ không ơi. Rẻ ha. Giờ giá làm sao bán vậy luôn. Đây cô chú anh chị nè, có mua bông hoa chưng cúng á thì lại góc đường này nghe, có chị gái bán bông hoa rẻ đây nè, rất là vui vẻ. Em chúc chị mua bán đắt nha chị. Dạ em YouTube tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ chào cô. Ôi cô bán bánh bao có hình con này con kia nhìn dễ thương hết nè, con heo rồi cô chú, rồi con ong, rồi trái đào rồi nữa nè. Cái này là bánh luôn phải không cô? Cái mấy cái hình này là bánh luôn phải không cô? Mình để mình hấp mình bán luôn ha. Dạ. Đó. Cái này là bánh thiệt luôn cô chú vậy chứ không phải mô hình đâu. Đẹp ghê không? Này khéo tay lắm mới nặng được vậy nè. Ai có mua bánh bao ghé cô ở đây.
Rồi cảm ơn cô nha. Cô còn có túi tiền. Túi tiền đó hả cô? Ừ. Dạ vậy cái đó mua chân ông Hằng Đạo đẹp, đẹp lắm ta. Là tiền vô như nước. Dạ. Cảm ơn cô. Ôi dạ đây bà con đi đông quá cô chú. Khoai rồi nữa nè. Bánh nè. Dạ, khoai mì hấp. Bánh khoai mì. Khoai. Đồ ăn quá trời ở chợ Mỹ Xuyên luôn. Tại vì bên đây thì bán trái cây rồi. Ôi quá rồi. Rất là đông rồi nè. Cặp qua đây có cái đường hẻm đi vô trong nữa nè cô chú. Dài dài thì bà con bán shop quần áo ở phía trước này. Quần áo tôi bây giờ em thấy dọn cũng nhóc hết trơn rồi nè. Gần Tết bà con dọn cũng khá là sớm nha. Còn khoảng 3 tuần nữa là Tết rồi đó cô chú. Hôm nay em đi quay là ngày 20 Tây đó. Hình như là ngày ngày mùng 10 mình nói gì cô chú anh chị. Đây giờ mình vô đây mình tham quan một vòng ở phía trong nhà lòng chợ Mỹ Xuyên nha. Đây có khu bán đồ ăn sáng ở đây nữa nè. Ồ, ngoài ra ở khu đầu kia đây cũng có đồ ăn sáng đó nè. Đồ chai. Đầu tiên là vô gặp quầy đồ chai của cô ở đây. Đồ chai các loại. Hai anh trai ghé cô ở đây nè. Đồ chai rồi từ từ vô tới đồ mặn. Đồ bên trong một quán cà phê, quán nước rồi chú. Trời trong nhà lòng chợ em thấy cũng khá là xôm tụ á nha. Không có vắng như một số những cái ngôi chợ khác. Mình đi vô trong nhà lòng chợ vắng que à. Chợ ở đây thì thấy bà con đi cũng đông á. Đây bán bông hoa trái cây. Trước rồi tới khu chợ rau cũ rồi gia vị tập quá rồi cô chú. Quá trời đồ luôn. Góc này bà con đi quá trời đông luôn nè cô chú anh chị. Sơn tụ ra luôn nè. Rau cũ dài dài hai bên. Chuyện này cô đang mua dưa cải. Dưa cải Tết là đắt lắm đó nha. À, trong nhà lòng chợ bà con đứng đợi mua rau củ hai bên luôn cô chú chị. Rau củ đi dài quá trời luôn. Củ su rồi củ hành tây rồi đó. Hành tỏi. Đi ra cái đường này đi ra khu chợ cá của chú anh chị. Dạ ở ngoài đây mấy này bà con bán cá mắm đồ nè. Bên đây thì bán bún, bán mì, bánh tráng. Bán mấy cái mặt hàng để cho bà con nấu đồ ăn sáng á. Gia vị cá thì là dãy mấy ngoài nha. Ôi đậu kìa. Que quá trời ngon luôn. Hôm qua đây cô bán 10.000 ký gió gà gió 7.000. Cá nè, cá lóc, cá rê. Đây bán cá nuôi cá đồng cô. Cá đồng hả cô? Cá đồng ký bán được nhiêu cô? Tùy theo bự nhỏ ha. Dạ. Cái chê 120 đúng không vậy? Lương dạ, nè. Dạ. Lương 200. Lương 200.
ai có mua cái đồng thì ghé cô ở đây nha. Đó, giá cả công khai luôn cô chú anh chị. Dạ. Rồi con chúc cô ăn đắt nghe cô. Dạ. Dạ, cá mắm nha. Dạ. Gấp nhiều quá trời. Lên YouTube đẹp lắm á. Dạ. Đẹp xấu không quan trọng là bán đắt được rồi. Ba mà bà chính mới lên YouTube mà đậu gọi ngon quá, tao không đặt có nhiều tiếng tao nữa rồi. Trời ơi. Đập mạnh cái nhiều tiếng luôn. Mày đưa bả lên nhiều tiếng là đập bả vô. Trời. Vậy là tội nghiệp cái nhiều tiếng dữ lắm mà. Trời ơi, chợ Mỹ Xuyên bán cá mắm quá trời luôn chú anh chị ơi. Rất là nhiều cá mắm luôn á nghe. Chợ này cá đồ nhiều vô số kể luôn nè, dồi dào lắm luôn. Bên đây cá biển đó nè cô chú. Rồi trước này có trứng gà, trứng vịt đồ luôn. Đó. Tôm cá. Đu đủ đẹp mới kìa. Nguyên cái dãy này là bà con bán cá nè cô chú. Dài lắm trước đó luôn. Còn hộp vô bên trong đó là rau củ rồi đó. Còn mấy ngoài là trái cây với bông hoa. Đó. Chợ này sắp xếp bài bản ha. Ở đây có cá hè nữa nè. Cá hè, cá hú. Rồi cá sông mần gòi. Tới đoạn này bán cá nuôi. Cá lóc, cá gô nuôi bự bự không nè. Trời ơi, toàn người đẹp không hả chú? Qua hậu không phải không? Đẹp quay đưa trang tiền á. Dạ. Đây là chợ chú nói là toàn người đẹp của chú vậy, quay chậm chậm đưa kỹ kỹ lên trang bè. Kiếm mấy chị Kiều làm mai cho mấy cô bán cá này luôn. Kiếm chị Kiều làm mai mấy cô bán cá luôn hả chú? Ừ. Dạ. Thì đi ra nước ngoài hết rồi ai bán đây nữa. Dạ, chợ buồn dữ lắm mà nghe. Ôi cá hú của chú anh chị. Con nào thấy bự. Cá nùi. Rồi cá leo nữa kìa. Cá cái miệng bự nè, như cá leo. Và như từ cá giò á. Cá mắm ở chợ Mỹ Xuyên rất là nhiều luôn á. Cá lồng tông. Cá linh cũng có luôn. Thấy quẹo trong đây là động khu cho thịt của chú chị. Bà bán chả cá. Dạ. Ế dữ lắm rồi hả bà? Năm nay bán không bằng Hường Năm hả bà? Dạ. Đấy, vậy lắm. Hường Năm là sức mua mạnh hơn không phải không bà? Năm nay đi chợ trên á. Dạ. Năm nay sức mua yếu hơn Hường Năm của chú anh chị. Đúng rồi. Bà ở đây bán chả cá nè, chả cá hát lát luôn á. Này ký mình bán nhiêu bà? Dạ. Hả? Mình nạo rồi mình bán ký nhiêu bà? 250. 250 ha. Dạ. Đây có dồn vô qua nó sẵn luôn. Dồn qua luôn. Ngon quá luôn. Qua khúc 10.000. Khúc gì 10.000 ha. Dạ khúc bự 10.000, nhỏ 5.000. Bự thì mới 10.000, còn nhỏ có 5.000 thôi chú. À đúng rồi. Đây mình mua về mình hầm luôn à, quá tiện lợi luôn. Về khỏi làm nữa. Dạ. Đó, ai mua chả cá ở chợ Mỹ Xuyên ghé ủng hộ bà ở đây nghe. Con chúc bà mua bán đắt nha bà. Con cảm ơn bà nhiều. Cái đường mé bên kia toàn chợ thịt không cô chú chị ơi. Giờ vô đây chợ thịt quá trời ơi. Thịt heo bán tùm lum luôn. Ê quá trời hả cô? Hôm nay đi chơi Tết rồi. Năm nay ta đi ít hơn năm rồi hả cô? Dân ăn gian chắc đi quá, năm nay Tết khỏi ăn Tết quá. Dạ, bán sức mua yếu rồi. Dạ. Ừ, năm nay quá trời nghèo rồi. Năm nay đi Bình Dương bớt rồi. Không ai đỡ ai chân năm nay. Dạ. Mỗi lần nó còn mạnh đường quân rồi chứ năm nay tao thấy mất tiêu. Dạ. Mỗi lần mạnh thường quân còn mua ủng hộ hả cô? Ủng hộ cho người nghèo, năm nay thấy bèo quá trời. Dạ.
gạo cũng lên giá nữa. Đúng rồi. Giật giá leo thang. Dạ. Dạ. Dạ kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Chú đây bán thịt heo hay thịt bò chú? Bò. Bò. Dạ. Thịt bò gà 1 ký nhiêu chú? Bò 2.3. Dạ con Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Thịt bò đây chú bán 2.3 của chú vậy. Ai có mua ghé chú. Nước trời sức mua yếu ha chú. Chậm. Không bằng Hường Nam. Ở con đi thấy chợ nào cũng vậy hết. Con chúc chú ngoan đất nha chú. À, mình đi dài dài ở đây hôm qua chú chị. Đang lận sườn sườn heo á chú. Dạ, lận sườn heo. Lấy sườn ra bỏ hả chú. Dạ. À, giờ để quay rồi. Heo quay miếng. Chưa nói gì hết trơn mà chú. Dạ. Dạ. Cảm giác hơi mệt. Má mày đẹp trai vậy đó, đúng rồi đó. Kêu bằng anh hả? À cái này mới giờ hôm nay kêu bằng chú đó là chết luôn ha. Tuốt lại đó. Thì phải kêu bằng anh. Hai cái lấy hai cái thì chưa chờ được. Rồi con chúc chú ngoan đất nha chú. Bánh nè cô chú anh chị. Bánh bông lan. Chào cô. Cô đang đổ lại tại lò luôn. Quá trời thịt heo luôn cô chú. Ở đa phần bánh mé dãy tay trái nha. Ồ, cái cây rồi nè. Bán đậu hũ, đồ chai, đồ tương. Nấm rồi, sấy khô rồi cô chú chị. Đây thì sạp khô mắm. Ồ quá trời luôn, lập xưởng nữa kìa. Tôm khô kìa. 450, 550. Tôm sấy khô loại nhất là 1.1 triệu. Rồi bự á. Đây có khô cá sạc, rồi khô cá chập đây nè. Đủ là khô hết luôn. Đó, ai có ăn khô thì ghé sạp mắm của cô Đỉnh đây. Trái cây. Nho, nước sữa bơm dài dài nhóc. Có mắm ba khía nữa nè. Cá. Bây giờ đây những cái sạp bán trứng. Phía trong nhà lòng chợ đây hay vắng khách hơn phía ngoài kia cô chú anh chị. Dạ, YouTube. Má đắt quá, chợ thấy không có người chú thấy không? Ấy, hả cô? Đó giờ này tám mới có ta, giờ này mà không có người ta, cái gì buôn bán đang quay đi. Dạ. Đấy, bằng, đó, chú coi chợ này bây giờ chú thấy không có người đó, lấy gì dạ. Bán đắt được. Bởi vậy. Rồi bữa nay hả mà ha? Hai bao nhiêu Tết rồi mà bây giờ không có người ta đi chợ, bây giờ này đắng bộ lành người ta đi xèo bây giờ. Dạ. Bán chỗ đây bán gạo nè. Bán gạo mà tối ngày dọn vô dọn ra dọn dài chứ không có bán buôn gì được chứ. Dạ. Ta đi về giờ ai đâu mua. Cá mắm mà chưa thấy mua rồi đó.
quá trời hơn. Nó tội nghiệp quá cô chú. Ai cũng mua gạo ghé ủng hộ cô ở đây cô chú anh chị. Năm nay kinh tế khó khăn. Cô ở đây để giá cả sẵn hết trơn luôn. Con chúc cô mua ăn đắt nghe cô. Dạ. Dạ. Chỗ của mình tên gì cô? Chỗ của cô bán gạo tên gì? Phải cô Hỷ không? Cô Hỷ cái bên ha. Dạ, tại thấy bên đó có để kìa. Dạ. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Đi ra cái đường này cô chú. Này bán bánh kẹo mứt Tết rồi nè. Dạ con làm cũng lâu rồi chú. Con làm chắc cũng được 5 năm rồi á. Tên của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Tại đó con đặt vậy á rồi chết danh rồi. Giờ mình đổi cái sợ người ta không biết. Đúng rồi. Dạ. Nó nickname của mình đó chú. Dạ đít nè mà chết danh này. Dạ. Dạ con cảm ơn chú nhiều nghe chú. Chú bán ba cái đồ đây hả chú? Dạ. Dạ mỹ phẩm rồi ha. Chào cô. À. Dạ cô có ấy rồi. Dạ con cảm ơn cô. Đi có cái quạt cái ấy nữa chú. Dạ cái quạt hồi xưa nè. Và tay đó. Con chúc cô chú nhiều sức khỏe nha cô chú. Dạ con đem heo con thợ. Ôi giờ trong nhà lòng chợ thì bà con bán gạo rất là nhiều cô chú ơi. Giá cả là sẵn hết trơn luôn kìa. Chào cô. Nếu cà bán đã không cô? Dạ. Gạo nè, ai mua gạo vô đây nghe chú anh chị. Nhất ngon thiệt trời. Chuối mít. Khu này vắng khách lắm. Bà con đi lấy gai à. Kẹo mứt Tết rồi bán nhóc hết trơn rồi nè cô chú. Nhưng mà chưa có khách thấy đến mua ha. Năm nay sức mua yếu. Đây bán nhà giải. Giải rồi quần áo rồi đó. Ồ kẹo mứt Tết rồi nè. Rau câu. Đủ mặt hàng hết luôn. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Ai có mua kẹo mứt Tết thì vô phía trong nhà lòng chợ Mỹ Xuyên nha cô chú. Đó, có mấy cửa hàng có mấy cô bán trong đây nè. Con chúc cô ngoan đắt nha cô. Dạ. Giải dốc rất là nhiều luôn. Rồi mình qua bên đây thử con chồng nha cô chú chị. Quẹo qua cái đường hẻm này thì bà con bán rau củ rồi bán thịt cá rồi đó. Đường này thì bà con đi tập trung đa phần hơn ở phía đường phía trong đường mình mới đi ra. Dạ đây cũng có khách mua đồ nè, quần áo luôn. Cô ăn khoai không? Tặng cô bịch khoai nè. Lại cho cái nghe. Dướng vô cái tay cầm lông. Đây coi cho con gái. Dạ.
Dạ. Cột, con ít đồng gửi tặng cột. Dạ. Dạ con không có chơi với số. Ở đây bớt bớt khách rồi cô chú. Ồ giờ này bán đồ ha. Chợ này thì em thấy là cũng chuyên về bán các mặt hàng may mặc đồ đó cô chú anh chị. Quần áo may sẵn rồi giày dép rồi. Chợ rất là lớn nha. Bán những cái mặt hàng như vậy. Đây là khu bán đồ ăn sáng ở chợ đó nè. Mặt này nè cô chú. Giống như mặt trước vậy đó. Bún rồi chả giò rồi này nọ. Đồ ăn sáng. Đây bán chè sóc Phú Lượng, nước suối rau má. Và đặc biệt là ở đầu này cũng có bãi giữ xe nữa kìa. Giữ xe hai đầu luôn. Trước chợ và sau chợ. Đây là bán bưởi với mít. Rồi dạ bên đây bạn con đi uống cà phê buổi sáng còn rất là đông cô chú. Nhìn từ đây cao cao nhìn vô thì có để chợ Mỹ Xuyên nha cô chú chị. Cái chữ chợ cũng hơi nhỏ ha. Sáng thì dài gần mấy quán cà phê mà còn mở nhạc quá trời cô chú. Ồ cô này thì bán đồ trang trí Tết rồi quá trời luôn kìa. Mấy cây mai, cây đào đủ phía trong nè. Đẹp đẹp không ha. Chào chú. Đây có bán vali, túi xách rồi không cô chú chị. Quần áo, nón, nải đồ nhóc luôn nè. Thời trang. Sáng thì nắng chiếu vô cho nên bà con cũng hơi sủ giải xuống xíu ha. Bên đây lộ thì em thấy có rất là nhiều những cô chú nhận sửa quần áo mai bên đây cô chú anh chị. Quá trời đông luôn nè. Quá trời luôn. Dạ đi nhạc ngọt luôn quá trời. Mở nhạc xuân không cô chú? Quá trời bà con làm ngày mai luôn. Và đặc biệt là shop thời trang quần áo cũng rất là nhiều cô chú chị. Đó, nguyên cái khu nhà lồng ở bên đó là mặt tiền là bán quần áo không à. Kênh em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dài đây là những cái xe bán đồ ăn của chú anh chị. Rồi tới ngã tư này là mình đi sớm vào một vòng là cũng muốn giáp chợ Mỹ Xuyên của chú. Để em đi vô đây em đặt ngon một ít phần gạo gửi tặng cho một số bà con ở đây của chú anh chị. Giúp mạnh thường quân gửi tặng bà con.
Thì phải có cái cửa gạo, cái cô có để bản tên rồi cũng dễ dễ mình gửi phiếu tặng bà con dễ chỉ nè. Chứ ở phía trong nhà lòng chợ thì không có cái tên cửa hàng của cô chú, cũng hơi khó chỉ ha. Dạ, trống hơi chật chội. Thì gạo Mỹ Tiên ha. Để vô em hỏi cô bán gạo cái rồi mua được em sẽ quay cô chú chị xem. Bây giờ cho gạo sóc mà 54 giờ nó cũng 18 ngàn rồi. Dạ, mà gạo sóc là nó ngon hơn hả chị? Ngon hơn mà đẹp. Dạ. Đây là gạo sóc cũ 19 ngàn ha. Đẹp khô nở luôn đó. Dạ, đẹp khô nở. Mà thường ở đây chị bán cho khách bà con ăn là người ta ăn cái loại nào nhiều nhất? Tùy theo, thường thường thì nói chung khách sang thì người ta ăn gạo ngon. Vậy ha. Ừ, ta ăn gạo mất tiện chút. Dạ. Còn khách bình dân thì người ta ăn gạo sóc, nhưng mà ở đây chị bán đắt nhất là sóc Thái. Sóc Thái là sóc sóc cũ á hả, hay là dạ, là cái đó loại 22.000 ký lần ha. Thôi chắc là lấy loại sóc cũ được rồi, 19.000 ký được rồi. Em mua mỗi một túi 5 ký, mua 40 túi đi. 40 túi lỡ ra 4 bao. Dạ. Mà chút xíu lấy nha, tại giờ chị lấy thì chị làm mới được. Dạ. Chị không có làm sẵn. Chị làm đi em mà... em viết phiếu luôn rồi em hẹn bà con chắc khoảng nửa tiếng nữa lại để nhận. Để chị kêu chồng chị nè, em ghi đi. Dạ. Vô tiếp. Rồi giờ em tạm gác máy, em ghi cái phiếu để rồi gửi cho bà con cô chú để người ta đem phiếu lại nhận cho dễ đỡ lộn xộn nha. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì em đã làm xong 40 cái phiếu gạo của chú anh chị. Bây giờ em sẽ đi gửi tặng cho bà con vòng vòng ở đây. Ở đây thì có chú làm nghề gì chú? Bán vé số. Dạ, lại đây phụ xúc gạo của chú anh chị. Gửi tặng cho chú phiếu nha. Thì sẵn hôm qua đây, em cũng xin chia sẻ của chú anh chị mình luôn. Thì em sẽ dùng số phần tiền của Mạnh Thường Quân, đó là chú Phúc và cô Minh và những người bạn của cô, để mua những phần gạo này gửi tặng cho bà con. Chút lại tính tiền hay là tính luôn chị? Trả luôn luôn ha. Vậy chị tính nhân giùm em bao nhiêu tiền? Thì em đưa 4 triệu thì chị hỏi là 400. Dạ. 19 là nhân cho bao nhiêu? 2 triệu 8. Nhiều ký ta tổng cộng là 200 ký đúng không? Ờ 200 ký. À 3 triệu 8. Dạ. Rồi, đợi em lấy tiền, em gửi tiền nha cho chị. Vậy mấy ký vậy? Dạ. Ờ vừa đó. Mấy hẹp ký là vừa, nhiêu ký? Đây chị đếm lại coi, cái này là 4 triệu. Chị đếm tiền. Dạ. Dạ đúng rồi. Tiền gạo này mình mua tổng cộng là 3 triệu 8 của chú chị. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Vậy em hẹn bà con khoảng nhiêu ta? Nửa tiếng nữa đi. Nửa tiếng nữa lại nhận ha. Rồi. Giờ mình sẽ đi vòng vòng. Đâu mấy người nào khổ chị biết. À đúng rồi. Gửi trước cho mấy cô lớn tuổi với chú tập của chú. Cô này nãy em có gặp ở trong chợ nè. Ê cô ruột, con gửi tặng cho cô một cái phiếu nhận gạo nè. Khoảng chừng chút nữa cô lại đây nửa tiếng đi, cô đem phiếu lại nhận nha. Dạ. Hả? Vậy cô ngồi đây đi. Dạ, là tại vì ở trong đây người ta chưa có vô gạo xong. Con chào bà. Bà bán vé số mà. Bán số. Nhà bán được nhiêu tờ bà? Có 50 tờ. Đây con gửi tặng cho bà. Nhỏ cái bị nghèo bất bệnh đó cho dùm một phiếu thôi, xin dùm cho bà. Xin dùm không được nhưng mà thôi con gửi tặng cho dì đây rồi nhường cái đó cho. Dạ. Ồ giờ này chợ cũng còn quá đông luôn cô chú anh chị. Dạ. Ở chút đi nghe. Chú lấy phiếu chưa? Chưa. Chú bán vé số hả? Ừ, nãy giờ chút gạo tiếp đó. Dạ. Ủa, hồi nãy chú kia khác nữa hả ta? Ừ. Dạ. Đây gửi tặng cho chú cái phiếu chút khoảng nửa tiếng nữa lại nhận nha. Ừ. Có phiếu luôn
rồi cho từng người bán. Ngày cô bán được nhiêu tờ cô? Ngày có 100 hả? Dạ. Đây gửi tặng cho cô. Dạ. Xích vô, xích vô. Rồi xích vô. Dạ. Rồi mình đi vòng vòng là gửi tặng cái phiếu này cho bà con cô chú anh chị. Xe lớn qua cái đi rồi mình đi. Hết đường rồi. Dạ cô xin phiếu gạo cô. Dạ. Cô bán vé số luôn. Ở cửa hàng gạo Mỹ Tiên. Khoảng nửa tiếng nữa. Dạ. Dạ. Hả? Anh làm nghề gì á anh? Làm đi thuê làm hồ á. Làm hồ hả? Dạ. Nửa tiếng nữa mới có gạo nghe. Gửi tặng anh nè. Mỹ Tiên này. Mỹ Tiên dạ. Dạ phiếu gạo. Mỹ Tiên này phải không? Đúng rồi. Dạ. Chú bán vé số hả chú? Dạ, lúc này bán đỡ không chú? Dạ. Dạ, chị thì cũng bán vé số luôn. Đây gửi tặng cho chị. Em không có chơi. Nửa tiếng nữa lại cửa hàng gạo Mỹ Tiên nhận giúp em nghe. Cô làm nghề vậy cô? Hả? Cô làm nghề vậy? Cô già rồi. Cô đi làm hồ. Dạ. Dạ, đây gửi tặng cho cô nha cô. Thầy lẫn ở đâu cơ cô? Dạ ở cửa hàng gạo Mỹ Tiên. Mà khoảng nửa tiếng ở đây bây giờ người ta đang vô gạo luôn bu lắm. Dạ rồi để em gửi cho chị này cái. Chị bán gỗ hả? Dạ. Cô bán vé số. Đây. Dạ. Nửa tiếng nữa bà con lại đây nhận giúp con nghe. Nửa tiếng nữa. Cô làm nghề với cô? Bán hàng phở chả á. Bán phở hả? Dạ, là mình bưng cho người ta hay là mình chủ quán? Làm công á. Vậy hả? Làm công dạ, gửi tặng con nha. Dạ. Cô bán gạo. Cô gà bán được không cô? Đã đã. Cân cho chị xin phiếu. Dạ không được, có mặt cô mới gửi được. Dạ. Dạ. Chị chưa có hả? Dạ, ngày bán được nhiêu tờ chị? Có trăm mấy à. Đây gửi tặng chị nha. Nửa tiếng nữa bà con ở đây nhận gạo giúp con nha. Trời khổ kinh thiếu gặp nè. Cô làm nghề vậy cô? Hả? Cô làm nghề gì cô? Cô bán sách cũ không? Dạ. Dạ bán hết hả cô? Gửi tặng cô nha. Dạ. Đây gửi tặng cho cô. Chị làm nghề vậy? Ở đợ. Ở đợ hả? Làm mướn hả? Dạ. Đây gửi tặng cho chị. Nửa tiếng nữa lại cửa hàng gạo Mỹ Tiên rồi nè. Nhận giúp cô. Dạ. Rồi. Tạm mời qua đây cô chú em thấy có anh này đi xe lăn. Dạ. Anh có làm nghề gì không anh? Quán số. Vậy hả? Gửi tặng cho anh phiếu nha. À, xíu nữa lại đây nhận giúp em nha. Cửa hàng gạo Mỹ Tiên nửa tiếng nữa nha. Giờ này chợ đi khá đông cô chú anh chị. Bà con đi quá đông luôn. Ở đây người ta long tin ra. À, mình dạ đúng rồi ngoại. Ở đâu? Không gửi liền. Nè gửi tặng cho ngoại. Ở cửa hàng gạo Mỹ Tiên đây nè. Nửa tiếng nữa ngoại lại nhận nha. Dạ. Khoan để con gửi cho cô đi xe lăn cái. Dạ, gửi tặng cho con nghe con. Dạ. Cái bà già không thiếu được không? Ngoại hả ngoại? À. Ngoại làm nghề gì? Ở nhà con nuôi à, không bằng gì hết trơn. Vậy hả? Ờ, ngoại lớn tuổi rồi tặng ngoại luôn. Đây, gửi tặng cho cô. Cô làm nghề với cô? Lụm như chai hả? Giữ xe hả? Ê, cho em nữa. Em đi bán cái số. Khoan, ai nhận rồi, thôi đừng nhận. Chồng ai đi cho dạ. Đây, gửi tặng cho bà. Bà con nào có khó khăn thì nha, nhận nghe không? Khó khăn nghe, cái này có bầu ta đi đâu được. Nói dốc đâu, đi thở khớp luôn. Dạ. Cảm ơn cực. Chị phiếu này đi đâu nè. Nửa tiếng nữa mình lại cửa hàng gạo Mỹ Tiên đây nha. Nửa tiếng nữa nha bà con. Nửa tiếng nữa. Thấy em cho chị như vậy. Chị làm nghề gì vậy? Chị bán vé số. Bán vé số hả? Dạ, bán hết hả? Hết rồi. Cảm ơn nha. Cô làm nghề vậy cô? Làm cho được có phước. Dạ, dạ. Cho có phước đi. Ai có nhỏ chị nhỏ em chị. Dạ có mặt em mới gửi được. Dạ. Chị làm nghề vậy chị? Chị bán số mà. Bán vé số không hả? Dạ. Cô làm nghề gì?
ở cửa hàng gạo Mỹ Tiên. À, Mỹ Tiên đâu? Mỹ Tiên cái bên đây nè. Cô làm nghề gì vậy? Bán chuối. Bán chuối, gửi cho về lo. Thôi gửi tặng cho chị nè. Anh cho chứ cộng đậu của chị Thủ được không? Ở đâu có mặt em gửi à? Dạ. Ổn lắm luôn. Cô bán với số hả? Dạ mẹ. Hồi sớm gì có chưa? Chú ơi trời, chú mới dạ. Hay nè, cho dạ, mua tiếp tương tạo nữa đi. Dạ con không có chơi với số. Bà gái có đây. Dạ. Bán sao về cho bà hả? Bà bán gạo bà. Dạ gửi tặng cho bà nghe. Lấy chỗ nào đi con? Dạ ở cửa hàng gạo Mỹ Tiên qua đây. Nửa tiếng nữa bà con qua đây nhận giúp con. Dạ. Dạ. Cho bà đó cho chị Nguyễn ơi. Ai? Khẩu lắm chị bán dưa chứ cho bà không nào á. Cho chị Nguyễn chút gì là lãnh đi cho mẹ chị. Nghèo lắm hả? Mà mới đi xin chứ xin chi cho mang tội. Dạ. Đây gửi tặng cho chị. Gửi tặng gì vậy? Gửi gạo. Bà con ơi. Chị xin đi. Không để trong cho không? Chị bán gì? Bà giàu rồi kìa. Giàu. Cho bà mẹ không? Cho chị Nguyễn này chị xin cho mẹ. Cho chị đi chứ. Chỗ này hả chú? Dạ đúng rồi, chỗ này nè bà. Không biết chợ không chú ơi. Dạ. Mấy cô nãy có chưa? Tôi mới tới đây. Rồi con còn phiếu giờ sao? Gửi cho cô này ha. Cô nào khổ hơn? Cô này riêng. Con còn một phiếu một à. Cô nào? Hai người chia đi. Dạ rồi. Xong. Rồi. Xong cô chú anh chị ở đây bà con rất là đông. Em tăng lên thêm 10 phần đó cô chú. Thường là em mua 30 phần. Dạ em hết rồi, chị em cảm nha. Giờ em sẽ đi lại cửa hàng đây. Để đợi đủ số lượng gạo rồi mình sẽ gửi cho bà con. Đây, chủ đang vô tất bật luôn kìa. Vô nè cô chú, gà cũng rất đẹp. Số bao lớn hay bao nhỏ hả chú? Sang bao lớn hay bao nhỏ? Bao lớn sang bao nhỏ. Dạ. Đây, những cái bao gạo nãy giờ đã ra được bao nhiêu đây cô chú? Này một cây 10 ha anh. 2 4 6 8 10. Đó, vậy là được 30 bao, gần 30 bao đó. 30 bao đó. Dạ hết phiếu rồi cô ơi. Sáu bao nữa đủ. 7 bao. Bao đó là 6 bao nữa đó. Sáu bao này xong rồi mình sẽ kêu bà con tới đây nhận cô chú. Dạ rồi cô chú anh chị mình đây thì đã vô xong đủ 40 bao gạo rồi cô chú chị. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ gửi tặng cho bà con nha. Ở đây thì có cô ngồi đợi nãy giờ nè. Cô đưa cho con cái phiếu. Gửi hết phiếu này chú. Dạ hết phiếu rồi chú ơi. Dạ cái này tấm lòng của chú Phúc với cô Minh với những người bạn của cô gửi tặng cho bà con ở đây. Rồi bà con nào có phiếu đem vô con gửi tặng gạo nha bà con. Bà sách tử không được hai để mượn cũng sách cho. Dạ hết phiếu rồi chú ơi. Rồi bà con nào có phiếu đem vô đây nhận gạo nha. Đây là tấm lòng của chú Phúc với cô Minh với những người bạn của cô gửi tặng cho bà con đây nha. Cho bả đi, tính sách dần hay gì vậy? Bả ơi, để hơi sau này xíu cô chú. Đây, gửi tặng cho chị. Có phiếu đâu? Dạ. Dạ. Đâu được, cái phiếu này là đủ hoàn rồi. Dạ. À. Cái này là tấm lòng của chú Phúc với cô Minh với những người bạn của cô á gửi tặng cho bà con nha bà con. Dạ không hết rồi. Dạ. Đủ rồi. Dạ. Chạy một bước rồi cô ơi.
Dạ. Thôi chị kiểm, chị giữ phiếu cho em đi. Chứ em cầm hồi nhiều quá đó, lu bu. Này 2 phiếu ha. Dạ. Trời ơi, 2-3 hơi nặng. Đây phiếu nè, chị ấy gom phiếu lại giùm em đi. Dạ, đây. Dạ, chị lấy phiếu đi. Dạ. Rồi tặng chị. Ủa mày có phiếu không? Có hả? Có rồi thôi. Cái 8-9 rồi. Dạ. Ủa, bà Hai lấy chưa ạ? Nè. Bà Hai lấy luôn đi. Dạ. Đây gửi tặng cho bà Hai nè bà Hai. Này 2 phiếu luôn hả? Của bà Hai ở đâu ta? Của bà Hai nè, dựng ở đây đi. Ba người 3 phiếu. Bà của bà 2 phiếu. Dạ. Bà chắc là bị quánh rồi. Ba là hiếu những người khác là chết à. Học lương biết rồi sao lại? Dạ. Nè. Có không hiếu à? Không có đặt được. Tại vì tao hết hiếu. Mới tới thì đợi chuyến sau. Chứ giờ không có. Hết rồi. Đủ phần rồi. Đợi sau đi chú ơi. Dạ. Bà năm bán rau. Dạ hết rồi cô ơi. Dạ có nước rồi. Chị lấy phiếu đi, em lấy gạo ra. Đây, gửi tặng cho bà. Giờ không có rồi, lấy đi chiếc sau đây rồi cho phát hết rồi. Chị lấy phiếu đi. Đây, gửi tặng cho cô. Lùng đó hả? Chị lùng. Hai phiếu hết cô. Dạ. Dạ, để em luôn. Coi chừng gớt. Một phiếu hết cô. À, gửi tặng cho cô. Hai phiếu hả chú? Dạ. Cảm ơn chị. Dạ hết phiếu rồi anh ơi. Dạ hết phiếu rồi. Dạ không đủ. Số lượng cho người này hiếu người kia không được. Lỡ rồi. Dạ đủ phiếu rồi, để con coi coi một hồi có ai không tới nhận không, còn dư thì có gì con dặn cho chị chủ ở đây gửi cho mấy cô mấy bà. Chứ giờ thì tạm thời là phiếu là ra 40 phiếu, đủ 40 phần gạo rồi. Dạ, đem gà giùm cho ảnh. Dạ phiếu này chị. Đâu để vô đây nha chú. Ừ, hai phiếu. Dạ.
thì chủ gạo hỗ trợ mình hết mình luôn cô chú. Mọi người hết rồi, còn một cây với con bịch đó à. Một phiếu quá cơ. Dạ, gửi tặng cô. Dạ. Campuchia qua. Bà con bắt đầu là lại nhận tiếp tục lay gai của chú chị. Dạ. À, chị bán thì em lấy ra. Đây còn cây của chú cho con bà ấy rất rất mua bà. Dạ cái này gửi tặng chú. Dạ dạ gửi tặng cho cô. Sao lại nhận trễ vậy cô? Tại vì mắc bưng bún cho người ta rồi mắc tầm rồi xong rồi mới đi bán số. Dạ đủ hướng chuyện cho ha. Vậy ha. À dạ. Nãy giờ ngồi đợi cô chú cũng lâu lắm ấy, có khách là có người đem phiếu lại. Giờ đợi tiếp nè. Xe dạ tổng cộng mấy phiếu? Hai phiếu. Phiếu với bên đâu phiếu là ba. Dạ để em xách cho phụ cho. Trời hay quá ta. Rồi chúc mấy con nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn nhiều lắm. Chúc con nhiều sức khỏe chứ. Dạ dạ thôi khỏe hoạn gì có tiền đi. Tao có sức khỏe là có tất cả đó. Có tiền mà không có sức khỏe cũng thua à. Dạ dạ. 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 Con gái, lì xì cho con nè. Con trai, lì xì cho con nè. Cảm ơn chú nha. Đây là chú cho ta. Cảm ơn. Cho gì nữa hả? Dạ. Mẹ nó cho tao, tao cũng thử. Rồi. Nè, cái gì nè. Dạ. Rồi, chúc năm mới vui vẻ. Dạ. Ba mẹ con. Bye bye. Dở quá. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì sau khi gửi tặng những cái phần gạo cho bà con xong rồi thì em cũng mới vừa di chuyển ra ngoài cổng chợ Mỹ Xuyên ngoài đây, cũng mới vừa tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà trong clip ngày hôm nay em có sử dụng và còn giữ lại ở đây, thì em cũng xin thông báo lên cho cô chú anh chị mình cùng nắm với em rồi mình nghĩ quý cô chú anh chị. Dạ rồi thì ở trong clip ngày hôm nay em có sử dụng số tiền của chú Phúc và cô Minh và những người bạn của cô, đó là cô Hạnh và cô Hanh Đạo, cô Nguyên Lạc, cô Huệ Mỹ An. Tổng số tiền ngày hôm nay em sử dụng là 3.800.000 đồng để đặt mua 40 phần gạo gửi tặng tới bà con ở chợ Mỹ Xuyên đây. Thì ở những clip trước em còn giữ số tiền của cô chú là 18.152.000 trừ cho 3.800.000 ở trong clip ngày hôm nay em sử dụng, thì em còn giữ lại số tiền của cô chú ở đây là 14.352.000 của cô chú anh chị mình đây. Thì số tiền còn lại này em xin phép được thực hiện ở những video clip tiếp theo nha. Một lần nữa con cũng thay mặt bà con nhận những cái phần gạo nghĩa tình, cảm ơn tấm lòng của các cô các chú rất là nhiều. Chúc cho gia đình của các cô các chú nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống nha các cô các chú. Rồi tiếp theo thì em sẽ cập nhật tới số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà trong clip ngày hôm nay em không có sử dụng.
Thì con cũng mong rằng là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng thông cảm cho con nha. Tiếp theo là tới số tiền của mẹ con cô Yến. Thì ở những clip trước con còn giữ số tiền của mẹ con cô là 9.600.000 đồng. Số tiền còn lại này con xin phép được thực hiện ở những video clip sau. Tiếp theo là tới số tiền của gia đình của bà ba. Thì ở những clip trước con còn giữ số tiền của gia đình bà ba đây là 11.500.000 đồng. Thì số tiền này con cũng xin phép được thực hiện ở những video clip khác nghe gia đình của bà ba. Dạ rồi, thì em mới vừa tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị mình đây. Chắc đến đây em xin kết thúc video clip mình tại đây nha. Hiện tại bây giờ chợ cũng còn rất là đông luôn cô chú anh chị. Công nhận ở đây người ta đi chợ trễ ghê luôn á cô chú. Đó. Bên đó còn đi rất là sớm luôn. Rồi, xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những video clip tiếp theo.